Ok, hôm lên em. Hôm nay thì lại tiếp tục một con game mới nữa. Tuy gọi là game mới nhưng nó đã ra mắt khá lâu rồi. Game này có chủ đề thì giống như là cái hình nền của anh em nhìn thấy luôn. Một cái hình nền đậm chất cái nông trại luôn. Mà nông trại này thì nó giống bên mấy bên châu Âu hơn là bên Mỹ hay là các thứ. Đây, hôm nay chúng ta sẽ chơi con Farming Simulator. Phiên bản này là phiên bản 22 là 2022. Thì tất nhiên là 2022 nó cũng đã ra mắt khá lâu rồi. Nhưng mà hiện tại lượng người chơi nó vẫn rất là đông nha, anh em là nhìn nè, 16.000 người chơi cùng lúc, thậm chí hôm nay đỉnh cao nó còn đạt được gần 50.000 nữa, một con số rất là khủng khiếp luôn đó. Game này thì nói về đúng như cái tên gọi của nó luôn, chủ đề chính của game này thì chỉ nói về cái việc làm nông thôi, nhưng mà có thể là khác lạ với những người nông dân ở Việt Nam mình. Con game này nó mang tính thực tế hơn, nhưng mà bối cảnh nó là châu Âu, châu Mỹ với một khu vực nào đó nữa thì phải. Xoay quanh mấy cái chủ đề làm nông này thì chủ yếu là anh em sẽ được cảm giác là tận hưởng như một người nông dân thực thụ chứ đó. Ngắm nghía qua mấy cái cỗ máy mà mấy cái con xe hoành tráng như thế này nè. Rồi coi cái mùa màng này, lo lắng về kinh tế rồi giải quyết mấy cái mà công việc khác nó như thế nào. Đó. Ở bản người ta rất là thích những cái mà cỗ máy nó to như thế này nha. Những cỗ xe rất cực kỳ hoành tráng luôn. Mình có thể trang trí cho nó. Mỗi xe có công dụng khác nhau, như cái này máy cày nè. Ở Việt Nam chúng ta thì thập niên trước thì vẫn còn cái vụ mà trâu cày nhiều, thì nó hoạt động tương tự thôi, mình buộc cái máy cày vô con trâu thì cho nó làm việc. Giờ thì vẫn còn nha, nhưng mà khá ít. Còn khi mà cái con nền nông nghiệp người ta lên được cái mức mà quy hoạch như thế này rồi, tức là làm số lượng lớn, môi trường lớn, cộng tác kinh doanh thì có đầu ra thuận lợi rồi, chứng chỉ cái thứ đó, như máy này, như máy cắt nho này, rồi đối mặt với cái thời tiết như thế này nữa. Mình mà làm quy mô lớn á, thì mình mới tận dụng được những cái máy móc công nghệ như thế này. Chứ còn nhỏ nhỏ như ở miền Tây của tôi thì vẫn có làm nông luôn, nhưng mà chủ yếu là mấy cái hợp tác xã đầu là đến mức cao hết. Cao nhất là chỉ lên tới hợp tác xã thôi. Thậm chí cái máy và máy gặt lúa còn vẫn phải đi thuê nữa nha. Trong khi đi thuê rồi thì lại gặp một số cái vấn đề như là bảo kê cái khu đó. Không đóng tiền bảo kê cho nó không cho mình thuê máy luôn, ai vô thuê máy thì nó lại đập lại phá rất là nhiều nước. Nói chung là làm nông bây giờ là phải đau đầu dữ lắm đó, chứ không phải là làm nông là nhàn rỗi như một người nông dân đâu. Trong con game này thì anh em làm nông là đầy đủ tất cả các mảng của nông nghiệp luôn, từ trồng lúa, trồng cây ăn quả tới chăn nuôi gia súc, về chế biến thành phẩm rồi cho thuê máy móc, đầy đủ cái thứ hết. Game này từng có mà cái giải đấu luôn nha, trong phi hành gì đó. Đây, giải trong phiên ship gì luôn nè, năm 2020, tức là người ta vẫn thi đấu và vẫn tường thuật với nhau như các đội tuyển tuyển thủ chuyên nghiệp gì đó đó. Chia hai phe thi đấu với nhau thì thích đầu cái thứ rất là chuyên nghiệp đó. Bởi vậy anh em chơi game này có thể thành tuyển thủ chuyên nghiệp đồ những này. Rồi lẩm nhẩm gì đó rồi, giờ vô game thôi. Game này thì nó mang tính thực tế nhiều lắm. Có luôn cả cái đoạn trailer đầu game nè. Cái này thì đồ họa nhìn hình như là phim quay đúng không ta? Chắc là phim quay này đưa qua cái xử lý đồ họa cho nó làm giống giống game á, chứ không phải là chất lượng video nó tệ đâu. Cái này là mục đích là chuẩn bị sẵn hết cho anh đó. Cố tình làm như thế để cho nó đục đục mà đó. Giờ cái cảnh này thì anh em thấy giống hệt cái đồ họa trong game nè. Đó. Này mà chặn đường nguyên đội xe phía sau. Game này thì nó thật chứ lắm, thật đến mức chân thật cực kỳ. Nên anh em chơi game thì tình tiết nó cực kỳ chậm và cực kỳ từ 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 từ. Rồi xong luôn. Sâu bệnh gì banh hết cái ruộng ngô rồi. Bắp này gọi là bắp Mỹ không? Vẫn còn nghe đài radio nữa ta. Giờ mà kêu tôi bán cái bao mà 40-50 kg như thế này chắc là sức mồ hôi hột luôn. Đó, những cái cỗ máy cực kỳ hoành tráng, là tiên tiến hiện đại luôn. Lấy xe thì đừng có buồn ngủ nha.
after year. That's a calling that's never ending. Đồ, mang lấy hạt rồi, tỉa tốt rồi. Ngon nghèo hết đó chứ. Cuộc sống của người nông dân. Farming Simulator. Đây là những thành quả chúng ta thu được, gọi là nho Mỹ mà không? Trời, mùa đông nó lạnh rồi. Nhanh lên, tôi đã xong hầu hết mọi việc rồi. Hai cha con á. Làm cái góc camera nghệ thuật phết đó chứ. Đi xuyên qua giữa mà mấy cái bánh răng, bánh xe luôn. Nhưng mà chơi đó gì vậy, vô được không? Phân lưu kẻ nào muôn đời thịnh. Rồi. Một đoạn giới thiệu trong game rất là ấn tượng nha. Cái này là DLC. Hình như cái bản mà Dev gửi cho tôi là đầy đủ các DLC luôn thì phải. Tôi nhớ ạc vô nó ghi là premium hay là cái gì đó. Để coi đã. Cái CG này nó rất là dài kỳ nha, nên không biết những phần trước của họ còn không. Đây. Thậm chí từ 2010 đã có Farming Simulator 2011 rồi nè. Thì cái dòng game này nó trải qua là gần hơn một chục năm rồi. Rất là nhiều dòng luôn. Cái phần mới nhất đây thì giá cũng là cao nhất luôn. Đây. Nói chung là có tuổi đời kinh nghiệm đó, nên họ cứ phát triển theo cái dòng này đi lên thôi. Đây có thể là con game thành công nhất của họ đó. Xem thử một con trước đó. 60.000 được đánh giá. Tôi hơi sai rồi. Game này thì chắc cũng xem như chứ. Đó 45.000 được đánh giá. Thì cũng xem nhau rồi, nhưng mà giá này cao hơn. Đây là có khá nhiều DLC nè, nhiều phết đó chứ. Tôi cũng không biết mấy bản này có gì khác nhau nữa. Yuan Bunder rồi Lantium Premium nữa. Thôi vô game thôi. Coi lại cái lịch sử dòng game thì thấy cũng hoành tráng phết. Cái này là đội tháo dỡ hiện trường đó nhỉ. Là anh em phá hủy mấy tòa nhà đó, anh em đi thu dọn. Con này thì không được thành công lắm nên họ tiếp tục quay lại làm tiếp cái dòng này. Farming Simulator, một người nông dân đích thực. DLC này thì tôi không biết nó là cái gì nữa. Nói chung là có rất nhiều máy móc đẹp phết đó chứ. Ở cái này là cái mod mà, cái cổng giao diện mod. À, đây là cứ tầm những cái xe trong đây. Bắt. Cái này là map nè, map. Đây là bản đồ của những cái người chơi khác thiết kế nè. Đó, nên cái phạm vi con game này anh em chơi là bên năm suốt tháng vẫn không hết lượng content của con game nữa. Rất nhiều cái map được mod vô luôn. Thì cơ bản là làm quen con game trước rồi anh em tha hồ khám phá mấy cái này. Anh em có thể làm nông ở bất cứ đâu. Không biết có map nào mà mang bối cảnh Việt Nam không ta. Anh em đam mê con game này có cái map Việt Nam á thì chắc ăn rồi tôi sẽ phải thử rồi. Đây là mấy cái mod mình đã cài đặt. Cái này bản cập nhật các mod. Cái này nguyên, nói chung là nguyên có phần này quản lý mod thôi. Còn cái này là DLC gì nè. Nó đã cài đặt hết cho anh này. Thì tôi cũng mới chơi lần đầu nên chả biết DLC nó làm sao nữa. Cái này trang phục của các đội tuyển hay là cái gì đây? Cũng in lóc hết nè. Cái gì mà đi làm nông mà như mặc cái bộ xui hay go gì nè. Phần này là cái gì thì tôi không biết. Nói chung là không biết gì hết. Nhiều quá, quá nhiều không nên chi tiết luôn. Lớp 3, đây là cái độ khó à. Thực sự là cái thử thách rất lớn luôn. Cái nền kinh tế thì có giới hạn, giá cả thì rất thấp. Cái này giống đời thực đó nha. Mình còn phải vay tiền ngân hàng chứ cái lãi suất cao nữa. Thôi. Cuộc đời nó đã áp lực rồi, vô game mà làm nông nó đã áp lực thêm rồi, còn vay nợ nần nữa. Độ khó cấp địa ngục. Ủa? Mình bấm nữa chứ. Tính đâu là nó cái màn hình đốt đinh. Cái này là cái gì? Mod DLC. Không biết gì cả. À giờ mới đốt đinh nè. Làm nãy giờ ngồi chờ. 20%. Game này thì nó cũng tương đối là nặng đó nha. Đồ họa nó thì rất là chân thực. Rồi thêm cái nữa dung lượng nó là khoảng 3 mấy GB á.
cũng là ở mức game 2A, chưa đến 3A nhưng mà cũng 2A. Thì không biết cái con máy già cỗi của tôi thì nó có lết được qua cái mớ này không? Hy vọng là nó có thể sống sót được đi. 67%. Khi mà mình bán gỗ á thì cái chiều dài và các mảnh của cái gỗ nó được xử lý nó càng thẳng thì giá trị nó sẽ càng cao. Bán gỗ luôn á. Nông rồi chuyển qua lâm luôn rồi đó. Nông lâm ngư. Xong rồi nè. Đây là tạo hình nhân vật. Trên game em. Ồ, sao nó lấy được cái email game tôi luôn ta? Kiểu này bá đạo chứ vậy? Lấy được nguyên cái mèo luôn. Vậy ngân tay thì tôi đã tạo nhân vật sẵn rồi nên cứ vô thôi. Hết kép và gần phim. Chào mừng đến với mà Văn Minh Shinobu đây là giả lập làm người nông dân. Đây là cái dòng tour hướng dẫn cho mình một số cái kiến thức cơ bản. Đây ngay trước mặt của mình là cái màu vàng vàng đó, là cái đồng lúa của mình. Nó đã sẵn sàng là cho cái mùa thu hoạch này mình bây giờ rồi. Phía dưới bên trái là cái chỗ màu xanh dương là chỗ nào ta? Nó có hiện gì đâu. Nhấn số 9 để xem mà tích ghép cái map view. Số 9. À đây. À mình có thể zoom nè, thì ẩn nè, tròn nè, vuông nè. Thì chắc để vuông đi, cùng cái diện tích như nhau à. Này nó gì? Chú chấm than là chắc tutorial quá. Guider Tour. Đây là cái mảnh cái đồng lúa của mình. Nó thì đã rất là chuẩn bị rồi, bắt đầu chín rồi đó. Mình có thể vô cái mùa thu hoạch lúa của mình được rồi. Bây giờ là thời gian để bắt đầu cái thu hoạch. Nhưng mà thu hoạch sao? Dùng xe này phải không? Đây, cái đồng lúa này sở hữu là của mình. Loại là lúa. Cái độ trưởng thành thì đã sẵn sàng để thu hoạch. Cái đồng lúa này được bonus 38%, phân bón là 0%. Nhấn E để vào trong cái thiết bị này bên trái, nhìn cái con xe nhìn nó đã rồi. Rất là chi tiết cầu kỳ luôn. Cái này là cái gì? Bấm được không? Không. Thì dạng như cái thang để mình leo lên nữa. Rồi, nhấn E để vào trong xe. Bây giờ nhấn Q để mà áp tách cái công cụ vào. Q. À. G để chuyển cái công cụ, X là để nâng lên hạ xuống, còn B là on off. Ok. Q à, Q mình thả nó ra nè. Nhấn Q để lắp vô. Rồi chữ gì nữa ta? Quên tiêu rồi. X. Ủa không phải, V. À V để nâng hạ. B là bắt đầu xây. Rồi mình có thể dùng WASD di chuyển như lái xe thì thôi. Đó, anh em thấy bắt đầu gặt chưa? Anh em nhìn góc phải ở dưới là nó có 0% lúa, 1% này. À, con game này cái tiếng ồn dữ vậy đó. Tiếng máy móc động cơ thì khủng khiếp luôn. Môi trường, radio lên đi, vui cũng lên luôn. Xếp game. Rồi, bắt ra. Tiếp tục. Ở ngoài đời thực tế á, là cái tiếng xe nó vẫn như vậy luôn nha. Nó rất là ồn luôn á. Trong thì rất là tuyệt vời đó. Tuy nhiên thì mình sẽ phải làm việc này rất là nhiều lần. Nên tốt nhất vẫn thuê một cái người giúp việc cho cánh đồng của mình. Bất cứ khi nào mình cần giúp đỡ thì nhìn cái góc trên phía trên bên trái. Thuê một cái người đó đi giúp đỡ. Rồi ok. Có chữ H. À đây H là mình bắt đầu thuê AI nó tự làm nè. Rồi bây giờ có người giúp đỡ thì mình không cần trên xe nữa, để coi tới đó nó quay đầu sao. Thường mấy cái thiết bị này quay đầu nó rất khó khăn quá. Xưa mà ra cánh đồng coi mấy cụ mà lái cái máy gặt nó nhỏ hơn chút xíu à, nhưng mỗi lần quay đầu là tài xế đánh lái cực kỳ chuyên nghiệp luôn. Lùi lại một khúc nè, xong rồi chạy tới, rồi bắt đầu rẽ phải, xong rồi lại lùi lại một khúc nữa đó. Nhưng mà sau này có một cánh đồng bên đây nữa, không lẽ cán vô. Đúng là cái này là AI nó lái nha, chứ không phải nãy giờ tôi đủ trình tôi lái được gì đâu.
Đó, bây giờ có con AI tự động nó lái cho mình này nè, đây nè. Ồ, mình đi vô cỏ. Ơi ơi, đi à. Cái này cái ruộng lúa của mình. Hồi nãy tôi thấy trong đây à chăn nuôi hả? Animal bạn không có cái con nào cả. Như đã tua, này đang hướng dẫn thôi. Ồ. Ồ. Game này là chơi mòn con mắt luôn. Lượng content nó quá đồ sộ đi. Này gì có cả đấu giải. Mình đang đây phải không? Ở đây có cái nhiệm vụ như nào? Đi thẳng về trái à? À, gọt sáng xanh lên tới cái thiên đỉnh luôn rồi. Này gì vậy? Chắc là cái phần lắp vô cái đuôi xe này á. Bên này nó đang gặt lúa rồi. Bên này cánh đồng của mình thì đã là thu hoạch hoàn chỉnh rồi, bây giờ cái máy cày trước khi là bắt đầu cái vụ mùa mới. Trong cái mà cánh đồng này á thì gần đây đã được thu hoạch thì một ai đó đã đào xới lên rồi, bây giờ vô cái thiết bị để lắp cái máy đào đằng sau lên và lặp lại cái hành động đây. Nó giống như mà cái phần buộc vô con trâu của mình á, xong rồi đi xới mấy cái cánh đồng lên trước khi giao hàng. Cái này cái quy trình truyền thống rồi, anh em là làm nông chắc cũng biết mà. Nhấn quy để gắn vô nè, đó. Có nhấn V hạ lên hạ xuống gì không? Có luôn. Rồi nhấn B để khởi động. Ủa? Không khởi động hả? Gì là chạy luôn hả? Đó, đất nó chuyển qua màu đen là được rồi đó. Đúng rồi đó. Nó xới cái lớp bùn lên. Rồi, TAI làm. Ủa cho nó không lái nè. Không, chữ B hạ xuống. Chữ B hạ xuống nè. Ê, ủa? Gớt gớt cái gì ra kìa ông ơi. À, xe là chuyển vô góc nhìn thứ nhất ở bên trong. Nhưng mà gớt cái gì vậy anh ấy? 1, 2, chữ C, chữ hóc. Hóc là chữ O hay là số 0 vậy ta? Bóp càng hình như là số 0. Kẹt cái gì ở trong cái gầm xe ơi? Ủa, táp là mình chuyển qua mấy cái thiết bị khác. Cái này con AI nó đang lái nãy giờ. Thôi, tôi đổ thừa con AI nó làm đi. Bây giờ AI làm việc C đó bị cản bởi cái vật thể. Bây giờ tôi biết làm sao bây giờ. Rồi, để AI nó làm. Bây giờ gớt cái máy gì ra nè anh tự động ơi. Máy này nhìn giống như cái máy gieo hạt hoặc là cái máy phun hay là tưới tiêu gì đó. Anh ơi này lái đũa quá vậy. Ngồi đây đây cắm cái này vô xong rồi bắt đầu chạy. Ồ, bên này thì chúng ta lại tiếp tục quy 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 để nói cái máy này vô. Máy này là giống cái máy gieo hạt à. Đây nhấn ít để mà nhấn ít để hạ cái máy gieo hạt xuống. Ủa có thấy nâng hạ gì đâu, nhấn y để unload. Nhấn n để đóng cái cửa lại. Mấy cái đồ này nó hiện đại quá tôi chả biết xài sao. Làm sao ta? Select view. Tôi ra xe cái đã. Có hướng dẫn gì không? Số 9. Thanh niên này thì gặt gần xong rồi. Còn anh này cày thì bị dướng cái gì rồi nữa. Nên nó không có đi làm nữa.
Giờ làm sao lắp cái này vô vậy? Con bê có quả luôn rồi. Đĩa tách chữ H. Chữ H thì thay rồi, chữ V số 3. Cái gì cái gì? Cái này nó rụng xuống rồi nè anh ơi, giờ làm sao để lắp nó vô? C số 9 là tết ghép, chữ V thì không có, một hai chắc cũng không đâu. Tôi không biết giải quyết sao nữa, đẩy cái này ra luôn được không? Rồi, đẩy ra ngoài luôn. Rồi, anh ơi tiếp tục cài đất đi nha. Làm việc đi chứ. Đó, bắt đầu làm việc rồi đó. Còn cái máy này không biết sao nó rớt ra rồi đó. Lấy lũa ta. Rồi sao? Ồ, vô đây cắm cái đó xuống. Nghệ phết đó chứ. Bắt đầu chạy vô. Cút đất lên. Bây giờ bên máy gặt lúa này đã gặt 48% rồi, giờ làm sao nữa? Cuốc thì anh này vẫn đang cuốc. Chữ B là tên non. Đầu tiên mình phải chọn cái công cụ đã. Chọn cái công cụ bằng nút nào đây? Chữ B phải không? Mình chưa hạ cái bộ công cụ xuống là sao? N đó. Vẫn chưa. Chữ X. Bấm chữ X thì thấy cái bánh này nó nhúc nhích gì nào đó. Đó. Cái cây trồng này không thể trồng vào cái tháng 8. Theo cái lịch mình đang ở tháng 8, mình không biết trồng cái gì. Tháng 8 này thì mình có thể là thu hoạch lúa nè, xong rồi bắt đầu cái vụ mùa mới nè. Cái ba lây này cũng vậy luôn. Mình có thể trồng khoai tây. Trồng cà gót đi. Cà gót. Bây giờ làm sao để chọn được hạt giống cà gót? Chữ Y. Chữ Y bây giờ cây cột đó. Canoda, soy bi. Cà gót đâu? Không có hạt cà gót. Không có hạt cà gót thì chắc là trồng lúa quá. Trồng lúa hay là ba lây này thôi. Nhưng mà canola đi, trồng hoa đi. Đây đây. Canola. Rồi, loại này trồng được nè. Bây giờ chạy vô không? Có thấy nó gieo hạt gì đâu ta, hay là nó nhổ qua mình không thấy? Ủa vẫn 0% là sao vậy? Nãy giờ gieo hạt vẫn 0% anh em ơi. Hay là chưa ít? À, phải hạ cái máy xuống.
Nhưng mà nãy giờ vẫn 0% rồi. Thì là cái cánh đồng này nó quá rộng, rộng mấy thì cũng phải lên được 1% chứ. Rồi để AI nó làm đi. Bây giờ thì mình còn cái gì nữa? Thanh niên này lỗi nữa hả? Cái máy lúa này đã thu hoạch được 48% lúa rồi. Con này lấy cái gì? Quy 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 gắn vô. Không biết làm cái gì nữa. Cái máy này như cái mà container chứa hàng vậy đó. Bên này không vô được hả? Mới phải đi dọn cửa hàng luôn. À, khu này là giống cái khu mà chăn nuôi châu bò gì nè. Đầy đủ hiện đại quá ha. Đây, trên này để trang thiết bị vật tư. Luôn ngọn cầu thang đó nè. 3 tầng luôn, nhìn hiện đại phết đó chứ. Này là cái gì? Giống chỗ xếp game quá vậy. Bây giờ làm cái gì nữa đây? Những ô để fill out là cái gì đó. Ồ. Ồ. Tôi hết biết làm cái gì rồi. Có hướng dẫn hay là cái gì không? Có làm nông bao giờ đâu mà biết. Bây giờ mình vô xe mình đi đâu, đây? Lấy ra thị trấn vậy. Ơi, game gì khó lái vậy? Giờ mình lấy đi đâu được ta? Ơi! Ơi! Đừng 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 đừng. Từ từ. Rồi, xuống xe. Mình có bán gì không anh chị em ơi? Bán kem không à? Cửa hàng trong đây cũng chả có gì luôn, được ba cây quạt. Vì giờ mình không vô đây được rồi. Để chân vô mình nhìn thôi. Mở cửa không? Không. Siêu thị này nó đóng cửa gì vậy? Go coi. Trộm xe như GTA được không? Không, mình chỉ đi ở đây vòng vòng thôi. Cái khu này chóng quang à. Này là cái gì? Không có hướng dẫn gì cả. Game làm nông dân lên chắc cho mình tự do muốn làm gì làm á.
Bình thường là gãy kiến chiếu hậu rồi đó. Bây giờ là cái nhà máy này nó đang trống rỗng, máy này là máy xay hay là cái gì ta, còn AI này thì bị lỗi liên tục rồi, rớt cái này ra luôn rồi. Mày dạng như cái máy rửa xe hay gì đó. Ừ. Ồ. Chắc là mình đưa xe đây mình đổ á. Quá đầy đủ mấy cái dụng cụ luôn. Cái này như một cái gia sản là vô nhà được không? Bây giờ làm gì nữa vợ? Game nó không có yêu cầu mình làm cái gì. Đang mà xếp game thôi. Cái này thì nó nói về cái việc xới đất nè. Cái này là mấy cái thiết bị của mình. Hiện tại mình mới có ba cái xe này thôi. Một cái này. Bên này là chậm xăng. Khu này là cái cửa hàng hồi nãy. Nhà hàng, thức ăn nhanh, nhà của mình. Cái bình chứa nước, hai cái máy. Bình chứa nước này nó đi qua cái đường dòng sông này nè. Bên này băng chuyền bánh ngọt. Bên này là cửa hàng thiết bị. Nhà máy sữa. Bioga, bio. Cái dạng như phân bón vậy đó. Cái này chạm sạc điện. Cái này nhà hàng bowling linh đó. Chú 46 mình. Ủa? Nó nghỉ làm cái gì? Sao mới được có ba hàng nghỉ ông Cốc? Lái tới đây nó ngừng à. Điều cái máy lại cho nó đúng chỗ nữa, đầu làm đi. Cho mình xiên một bên gì. Trừ 284 đô. Cần năm cũ. Ai này không ổn rồi, tốn tiền thuê nó quá. Ê ê ê ê. Thì nó cắn con quả luôn à. Mà con quả không sao hết. Còn bên này thì hết biết làm cái gì rồi.
Bây giờ đã thu hoạch xong cánh đồng. Win chấm dấu phẩy gì đó, nó có cái cây gì quay quay đây nè. Bây giờ chắc lấy cái hạt giống này đem đi bán thôi nhé. Bên này có cái xe giống cái xe chở hàng nè, cần chô với ai u tiếp xe đo lép gai là cái gì. Nó cần cái lẫy lật qua lật lại nè. Đó. Nét gai 1, 2, 3. C, O, Unlock. Không biết làm gì nữa, anh em đợi tí. Ok, thôi lên em. Sau gần 30 phút vừa mài kinh sử thì chúng ta bắt đầu lại. Xếp xếp cái gì? Cái game này là quýt ra menu ở đâu ta? Đây, chỗ này, chỗ này. Thì hiện tại tôi đang gặp cái lỗi bớt ở phần hướng dẫn nên chúng ta bắt đầu giờ tự đọc. Nãy giờ thì cũng mà học thêm được khá khá thứ rồi. Này, bắt đầu lại từ đầu thôi. Continue. Bắt đầu, ok. Lần này thì chúng ta sẽ phép gân chơi thử trải nghiệm mà cái hướng dẫn đầu game của con game như thế nào thôi. Hồi nãy là do cái công việc mà lái máy cày máy xúc gì đó nó bị lỗi nên chúng ta gần như là chính cái lỗi bớt mất trong phần hướng dẫn. Bây giờ chơi lại phép gân nha, thì dễ nhanh là khủng đi. Chết đây, chạy ra đây, đụng vô cái này. Ok, vô lái cái máy này, nhấn quy để mà lắp cái thiết bị này vô. Sau đó nhấn X để hạ xuống và nhấn B để bắt đầu chạy. Nhấn X để hạ xuống. Nhấn B để mà hạ cái này xuống luôn. Thấp này xuống. Rồi nhấn B bắt đầu. Rồi sau khi lái vô thì để AI nó làm. Đây, bây giờ là AI nó đang là rúa tự động đó nha. Chả có làm cái gì hết. Anh em thấy phía sau mà cánh đồng này là lúa mì chứ không phải là lúa nước như Việt Nam chúng ta nha. Rồi bây giờ mình đi ra để nó làm thôi. Bây giờ nó gãi lại cái mà phía sau này là dạng như cái mà sơ miệng ra đi á. Nên tí nữa chúng ta sẽ giải quyết cái vấn đề này sau. Bây giờ tiếp theo là đi qua đây làm cái. Sau khi mình thu hoạch xong á thì nó sẽ thành một cánh đồng như thế này. Nó sơ xét tiêu điều nè. Mình muốn mà tiếp tục cây trồng lại lần nữa thì mình phải xới đất. Xới đất thì chúng ta có con máy này với cái bộ mà công cụ đứng sau, máy cày máy kéo nữa. Đây, nhấn quy hai lần nha. Nhấn quy ở trước là cục này là cục tả để nó cân bằng cái trọng lượng bánh trước và bánh sau. Nhấn cho mình nha. Rồi sau đó thì mình tiếp tục cho AI nó tự làm thôi. Rồi, bây giờ AI nó sẽ xới đất cho mình. Tương tự cái nữa mình bắt đầu qua đây. Cho nó nghĩ hướng dẫn cho mình rồi ta. Đừng nói dính cái lỗi bớt nào nữa à. Nghĩ hướng dẫn nên tôi tự mò thôi. Bây giờ là mình qua đây nè. Cánh đồng này thì con AI nó vẫn đang gặt thành công thôi. Có cái cột màu xanh xanh nào nữa không? Ủa sao đi từ giữa lỗi với nào không? Rồi con khúc này bỏ hả? Để coi nó giải quyết cái vấn đề này sau cái nào mới được. Lùi ra đây. Ở đây có như là à cái này là lộ ra đường chính của mình thôi. Đường này nó có thể nhanh hơn. Mình chống miếng nè bạn ơi. Đừng nói đi luôn bỏ cái khúc này nha. Rồi lùi xe ra đây hả?
Rồi nó bỏ cái khúc này rồi, kệ nó đi. Bây giờ chúng ta qua cái quá trình gieo hạt bên đây. Cái nhà này tí không cần thì mình có thể bán cũng được. Này là cái bồn chứa nước, bình chứa tôm. Ông nào đồ chọc đây, quá nhanh quá nguy hiểm à. Bây giờ chúng ta vô cái máy này, nhấn Q để gắn hai cái thiết bị vô đó. Rồi sau đó mình sẽ lựa chọn cái hạt giống. Bây giờ thì do cái mùa này, cái mùa thì mình nhấn vô đây coi, mình đang ở là tháng 8 nè. Tháng 8 là cái mùa gieo trồng thì màu xanh lá này, mình có thể gieo trồng được cái cây canova này thôi, canula này thôi, tiếng Việt nó là cây gì tôi cũng chưa biết nữa. Thì dòng cây này khoảng là 11 tháng sau, thì tới tháng 7, tháng 7 năm sau mình có thể thu hoạch được là nó cái ô màu cam này nè. Đó, hiện tại bây giờ mình có thể trồng được cái đó thôi, mấy cái dưới này thì mình chưa có tài nguyên đâu, chưa có tài nguyên để trồng, cũng chưa phải cái mùa gieo trồng của nó nữa. Nhất là củ hành tím thì cà gót hay là củ cải trắng gì nè. Bây giờ mình chỉ trồng cái cây này tạm thôi. Đó, ngoài ra thì cái này nó cứ biến động giá cả nữa. Đây, đây là cái bảng giá thu vô bán ra nè. Rồi tùy theo mùa màng nó lại chênh lệch rất là nhiều nữa nha. Cái này thì mình có thể đi mà làm gì cho người ta. Mình có thể cho thuê mấy cái thiết bị này nè. Cũng được đó, đem đi mà cái thiết bị này lại cho thuê, không cần thu hoạch cái này đó. Và sau đó bán nó ở mà Johnson Market. Cái này là băng chuyền, sau này mình có thể làm được cái đường dây xe lửa đi chuyển hàng đi đóng công. Này là bảng số liệu doanh thu của mình thôi. Còn cái này là setting riêng của cái vụ mùa này nha, còn cái này là setting của game. Đây. Đây cái gì? Đây là những cái cây trồng hướng dẫn của mình cơ bản. Đây là mùa màng thời tiết nữa nha, cái này cũng rất là quan trọng đó. Vì sau này mình trồng cây mà gặp ba cái mùa này mới là vấn đề. Đây là cái khu đất của mình. Trong cái khu đất này của mình đó là mình chỉ có khu này thôi. Nhấn nút X để chuyển qua cái chế độ mà coi cái vùng đất sở hữu của mình là trong cái khu nhỏ bé nè. Thì sau này có tiền muốn mà anh em muốn cải thiện thêm cái trang trại của mình như trồng là nhiều loại nữa thì bấm vô đây mua. Đây là cái khu số 4 của mình. Nếu như bấm đây mua thì sẽ mất 64 ngàn. Thì tiền đâu mà mua, nên chúng ta cứ bắt lại thôi. Đây là những cái thiết bị của mình trên bản đồ, mấy cái khu vực xung quanh nè. Đây. Coi. Mùa thời tiết giá cả gì đó, xong. Bây giờ chúng ta vô hàng. Nhấn nút nào ta? Nhấn nút X. Đó, anh em nhìn thấy cái vòng tròn không? Nhấn nút X để hạ cái này xuống thì nó mới bắt đầu vô hàng. Thì hạt chúng ta là những cái gì để chọn? Nè, canola nè, anh em nhìn góc phải dưới chỗ cái đồng hồ công tơ mét đó, nó có 600 lít đó. Rồi, lên máy, bây giờ chạy vô. Chưa chưa hạ này xuống hả? Rồi, bây giờ chạy vô đây. Đó, nó còn 99% 600 lít đó, mình bắt đầu mình gieo rồi đó. Hạt thì sau này mình phải mua rồi, kiếm xe container là làm cái gì đó nữa. Bây giờ cho AI nó gieo được rồi. Rồi, làm việc đi AI. Mình thuê AI là giống như mình đi thuê nhân công đó nha, nên cũng là tốn tài nguyên đó đó. Tốn tiền bởi vì tiền của mình lúc đầu là 100.000 đô la, anh em nhìn góc trên bên phải á, bây giờ nó chỉ còn có 99.000 thôi. Hai xe này đừng có đâm nhau nha. Mấy ngày trong này là nó không có được thông minh cho lắm, nên nó đâm nhau cái là đứng luôn á. Thậm chí mà xe nó đâm nhau là bị hỏng mình là phải sửa chữa nữa nha. Bây giờ thì AI quốc kịch B đã hoàn thành công việc của mình, tức là thanh niên này đã hoàn thành công việc của mình nè. Đó, anh em nhìn góc phải ở dưới là bây giờ phải quay cái xe lại. Anh em nhìn góc phải ở dưới á, chúng ta đã thu hoạch được là 400 của 4 tấn, hơn 4 tấn là cái cây lúa mì này. Nó đầy là 48% cái kho của xe mình. Xe mình chắc khoảng là 8 tấn 9 tấn vậy đó. Bây giờ nhấn nút O để chuyển cái cây này ra nè. Mình sẽ xuất lúa mì ra đem đi bán thôi. Vô xe này. Gắn cái đuôi vô. Xe này là dạng như máy kéo container thôi.
Ê, đừng có chậm, chậm là không có tiền sổ hết đâu đó. Và trái anh chút nữa. Khó phết đó chứ, thôi để đi vòng lại nó đi. Chứ khó lái quá. Đó, bây giờ nhấn N để là mở ra. Mở cái khôi ra. Hơi lệch rồi. Lần đầu còn bỡ ngỡ. Miễn ngay là nó tự xả vô à. Thôi qua xe anh đây đi. Rớt ngoài không vậy? Đó, bây giờ mình cứ xả hết vô giỏng đi. Là 4 tấn mấy của mình là xả vô cái xe này, xong rồi mình đem đi mình bán. Thôi ok, tắt máy. Tắt máy chứ không thôi tốn tiền xăng chết luôn nha. Rồi đây mình đã đem 4 tấn rồi đi, mình bán à. Bây giờ nhấn kép lên, mình coi mình có thể bán nó ở đâu. Vô cái bảng mà lúa mì ở đây. Lúa mì. Đây, là có 3 chỗ thu mua cho mình. Chỗ thứ nhất là Golden Gate đây. Giá này rất là cao nha. Chỗ này thì vừa hạ giá xuống còn có 836 đô thôi. Fish Gun ở phía mà Nam à. Còn cái này Junction Market. Thì Gun Mill, Junction Market, Cuts Gun Valley. Tôi sẽ coi bản đồ của nó nằm ở đâu. Bản đồ coi sao ta. Ủa cái xe này là xe gì? À bên này là máy cài, nó đã cài xong rồi nè. Cài xong rồi để đó đi. Nó còn một cái dấu chấm than màu xanh ở đây. Rồi, nó báo thanh niên đó xong việc thôi, chứ nó không có gì thêm cả. Bây giờ thì mình sẽ đi bán nè. Nhưng mà bán thì bán ở đâu mới được. Đây, vô bản đồ. Hồi nãy là mình không không bán ở đây, cũng không bán ở đây. Cái này là cửa hàng thiết bị. Ôi miêu không phải luôn. Ba cây ghi đâu bán được không ta? Không, nó chỉ có gần miêu rồi thôi. Ngay qua đây Johnson với phép chàm suốt. Nói chung giá cũng xem với nhau vậy nè. Đây, mình có thể bán chỗ này cũng được nè. Nhưng mà chỗ này nó đường gây xe lửa, khó đi vô lắm. Nó có hình chiếc xe hả? Đây, Johnson Farm Market ở đây. Mình có thể bán ở đây cũng được. Sau Will thì đã bán gỗ rồi. Chỗ này là cửa hàng tạp phẩm gì đó. Những cái nào có hình chỉ xuống là mình có thể bán được nè. Này dùng gieo trồng thôi, cái này là độ màu mỡ của đất. Mình có thể bán được ở những chỗ này. Phía tiền gai sau. Chỗ này là giá 837 đồng. Cool Gate Valley thì giá cao nhất. Và Cool Gate Valley nó nằm ở đây. Nên chắc đi ra đây bán thôi. Rồi, bây giờ thì chúng ta lái nơi đó bán.
ra được cái đường này không trời? Từ 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 đổ xuống hàng, xuống sông, xuống biển cái là tháng này là con đói đó, đúng được không ta? Rồi đi thẳng xuống đó tới cái đường ray xe lửa thì quẹo trái, xe mình là chạy lề trái hay lề phải thôi? Này bối cảnh Mỹ nên chắc vẫn chạy đường bên phải thôi. Đây, đi bán gạo nào, bán lúa nào. Cái này là lúa mì nha, nó giống như cái hàng ngũ cốc vậy đó, chứ không phải là lúa như lúa nước Việt Nam mình. Còn phải xay nhuyễn rồi nữa. Đây tới đường ray xe lửa đây, đang chạy có khi nào bị đâm phía sau luôn không? Đi run quá đổ hàng bây giờ. Mình có thể bấm H để coi mà mấy AI nó tự lái nơi đó cho mình đó. Cái gì cái gì? Cái mương kìa. Đang quảng gớm chứ. Đường hẹp, đường hẹp, qua cầu, qua cầu. Nè cái bông hồi nãy mình trồng vàng vàng là nó cũng như cái bông này đó nè. Bác tài bình tĩnh, bác tài. Cái xe này thì cái đầu kéo của mình nó khá yếu thôi, mã lực nó chậm nên đi đầm đầm mình dễ lái á. Qua tới đây rồi mình sẽ bán lúa mì. Bây giờ nãy giờ mất 600 đô rồi đó, tiền thuê nhân công không á, chưa có tính tiền nguyên liệu hay là máy móc trang thiết bị vật tư nữa. Bên này nó có thu lẻ cho mình không ta? Rồi bán như thế nào, bán ở đâu? Mũi tên này thì không tương tác được. Ừ? Mày bán đâu vậy? Mấy cái kho hàng ở đây nó đóng cửa cho này. Còn mỗi chiếc xe ở đây thôi. Có khi chạy vô đây bán không? Ừ, có khi chạy vô đây bán á. Hay là ở bển. Bên này có cái gì nữa nè? À, nhấn EG để bui. Bui nguyên cái này giá 80.000 đô, không có tiền. Cái bên này không tương tác được. Vậy chắc chạy vô trong đó bán rồi. Bán không được nữa thì tôi đi chỗ khác bán. Ừ, game này đúng là khổ luôn. Người nông dân chúng ta con đi tất cả mọi thứ. Rồi vô số đi, quẹo. Nghe chưa? Lái qua trái anh tí, thẳng vô, 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 vô. Rồi bây giờ thì nhấn chữ U. Nâng cái này lên, không phải chữ U hả? Không phải chữ U thì là chữ N hay là chữ Y? Chữ Y. Đấy, đấy, đấy. Y này nó lật ngang. Rồi mình phải chuyển cái cần trục lên. Chữ U phải không? Không.
chữ H, chữ N, chữ N đóng lại. Lép gai bách, lép gai bách, chắc là bách á. Rồi bây giờ nhấn chữ Y, đó nó đang theo chiều dọc như thế này mới đúng nè. Tiền của mình là 99.400 đô nha. Của sống lên tiền. Nên là chỗ này nó không thu cái hạt này. Đấy. Vãi. Bán lộn rồi anh em ơi. Bán lộn rồi. Mất sạch, mất lúa rồi. Nghèo, đã nghèo còn chơi ngu nữa. Kệ tôi vô thôi. Bên này là mua cái gì á? Thử coi. Mua sữa không? Đây điểm deposit hàng vô. Ngoài ra hình như là mình có thể mà đưa cái xe về nữa hay gì. Có lót game không? Có lót game không? Không có lót game rồi, nó vừa mới tự xếp luôn. Cay. Đi bán đồ mà bán ngu. Bây giờ bỏ cái set phone map này sao ta? Chọn cái xe của mình đã. Không phải. À đây, cho chiếc xe nó quay về đây đã. Đó, mình đặt cái tự động lái cho nó chạy về đó. Bây giờ mình qua xe khác mình làm việc khác. Mình đã khép cái vòi vô đi. BOX nhóm phẩy không có tắt được cái máy nữa ta. Nó vẫn cái xây xây hoài rồi bây giờ tắt nó tắt làm sao? Mình lên xe là cái này nó tự xây à. Bây giờ thì mình đi qua bên shop. Thằng này nó cày rồi, bây giờ gieo trồng được rồi nè. Sang mùa sau mình có thể thu hoạch được. Bây giờ cái đống gom này, đống gom này mình sẽ phải dọn bằng cách mua một cái máy nữa, gọi là cái máy đóng gói gì đó. Máy đóng gói nó là cái gì ta? Đây, cái banner này thì sẽ đóng gói mấy cái đó lại thành một cái bó gom. Thì chúng ta có thể thuê chiếc xe nè, hoặc là có thể mua luôn chiếc xe này với giá 22.000 đô. Mình giàu có thì mình cứ mua đi. Ok, đây là phần hướng dẫn thôi. Mua xong thì chiếc xe ở đâu? Không phải chiếc này. Không phải chiếc này luôn.
cũng không phải chiếc này luôn. Chiếc này đang chạy về. Ủa mua xe thì xe mình ở đâu vậy? Còn 77 ngàn đó. Bây giờ mình chưa gặt lúa thì mình có cái công cụ rồi. Nghe chưa? Tới chút nữa. Đó, rồi còn cái máy nó tự dính vô à. Rồi bây giờ chiếc xe này để đó đi. Mình hồi nãy đặt mua cái đầu kéo rồi nhưng mà nó chuyển vô đâu? Nãy đi bán lộn nè nên không có tiền. Bây giờ để cái thùng này lại đã. Có khi hàng của mình mua nó để ngay cái shop nó luôn, nó không giao cho mình á, mình phải tự đi lấy về á. Game này không lẽ chơi ác đến mức như vậy. Đây, mình đi đường bên phải mới đúng. Hồi nãy mua là nó nằm ở đâu ta? Sở hữu một nè, nhưng mà một ở đâu? Chưa có bằng lái nữa. MF1804. Cái này là mod và DLC thôi. Cái này là công trình mình có thể xây dựng nè. Cái này là nuôi động vật. Công trình mình có thể xây dựng trên cái đất của mình. Đây đây đây, cái đầu kéo của mình nó nằm đây nè, nên mình chạy đây đó mình lấy. Ê, đâm 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 không nổi, chỉ xe ổng gì. Con game này nó mà đâm xe là mình tốn tiền mình sửa dữ lắm đó nha. Được luôn, cắt đầu của nó luôn. Đây phải không? Kìa bánh, kìa bánh kìa. Câu vô cái đầu nào ta? Đầu bên phải này phải không? Rồi, kéo vô. Bây giờ kéo nó về nhà. Game này nó hơi khẩm vô một tí anh em thông cảm. Nó cũng là một con game giả lập nên gần như là thế giới mở luôn á, anh em có thể làm cái gì làm. Như hồi nãy như tôi bán lúa mà bán tầm bậy nên thành ra không có tiền lỗ nặng luôn đó. Nhìn cái gì thanh niên kia, chưa thấy người nông dân lái xe máy cày bao giờ. Vượt á, vượt đỏ hả? Ôi nó vượt mặt mình cũng beo luôn. Ê, không nổi chạy xe, thật thật đầu.
Mình phải giờ chuyến này đi một tí nữa. Thằng này là máy gieo hạt nên bây giờ nó chưa có tác dụng đâu. Có thể xuống đó gieo hạt cũng được. Rồi cho nó xuống đó nó gieo hạt luôn đi. Mình tiếp tục trồng thêm một, di chuyển thêm cái ruộng bông như thế này nữa. Trời ơi cái ông đó ông cài thiệt, làm ăn tắc trách. Về để hạ xuống. Không phải, nhấn cái gì để hạ xuống ta? Không phải nút tab nữa, cái nút gì của anh tiêu vậy? Nút mà Select Tool G. Đó anh em nhìn cái mà cái hình con xe ở trước mày sau á, nó có cái chấm chứ chấm sau á. Rồi bây giờ nhấn V hạ xuống nào. Rồi bắt đầu nó kéo luôn cái khu này. Rồi tí nữa mình sẽ cài luôn cái ruộng ở trên đó, nên đậu xe này đây đi. Rồi ok, bây giờ qua anh đây. Mình bắt đầu đi gãy hạt. Làm sao tắt cái cục xanh ở đó tôi cũng chả biết nữa. Đó, nó bắt đầu đi gãy hạt đó. Bây giờ cái máy mình mới đem về đây, cái đầu máy mình mới mua 20 mấy ngàn đô à, 22 ngàn đô à, 500 khủng đó. Anh em đừng có tưởng rẻ, gia sản của tôi đó. Nghe chưa? Nghe rồi thì mình bắt đầu nhấn nút X hả? Nút V. Nút V hạ xuống rồi. Nút B. Rồi nút H. Quá. Đó, bắt đầu nó gom đó. Xóa cái này xóa sao ta? Cái này hình như không có thuê người làm được. Sao nhấn nút H nó lại ra cái bảng này rồi. Thôi tự làm luôn đi. Anh em nhìn góc phải dưới mà đủ 100% á thì nó sẽ tạo thành một cái bó gom cho mình. Nó chuyển thành cái cục gom nó màu trắng bên đó rồi. Cái khối vuông vuông á.
thì sau này có máy nâng á, thì mới nâng mấy cái bó gom mới lên được. Cái này là tạo hình vuông nha, anh em có thể tạo thành mấy cái cuộn tròn tròn giống trong mấy cái phim mà nông trại nữa cũng được đó. Xót lại miếng này, kệ nó đi. Sau này mình muốn gãy phân là phải mua cái bộ gãy phân rồi sau đó mình buộc vô cái đầu xe này nữa. Cái đó gọi là cái công cụ á. Sao xe chạy càng ngày càng chậm nè. Đó anh em thấy lấy lụa chưa? Quen tay đó. Đi đấu giải được rồi đó. Anh em mua cái xe xịn đó, thì cái máy ở ngoài sau á, cái phần đuôi có cái công cụ mà nén gom á, nó sẽ to ra. Lúc đó thì anh em mà chạy không cần phải chính xác gì, nó cào cái gần như là gấp đôi gấp ba cái diện tích này đó. Ngoài ra thì chiếc xe nó cũng nhanh hơn đó, nên không có làm nông cực khổ như thế này. Mấy cái bó gom này bán là cũng tiền không á, chứ không phải là làm chơi chơi đâu. Gom gạ mà xong rồi ủ thành phân bón này có thể làm bón cây rồi cái thứ nữa. Hiện tại thì chưa có máy nâng nên không biết dọn cái đó dọn sao. Rồi, tiếp thẳng. Nãy đi bán lúa mất 3.000 đô la trời, bán tầm bậy, hối hận. Xe mình nó chạy có 12 km trên giờ à. Rồi còn một cái bãi ngay đây. Cái con máy nỉu quá. Nãy mới dị chạy cái con máy mà đi cứu đất rồi. Xong việc thì mình có thể đậu xe cho mà cái bon kê đó cũng được. Này vẫn đang cứu đất. Rồi bây giờ mình bắt đầu xới đất lại nè. Con này 15 km trên giờ. Rồi bắt đầu xới đất đây. Bây giờ nó mới bắt đầu cái hướng dẫn nè. Trời ơi, hồi nãy là bị lỗi bớt. Bây giờ mới dẫn là gieo trồng cái hạt của mình. Bên đây thì gieo rồi nhưng mà chưa có phân bón gì hết, nó vẫn đang cái trong quá trình phát triển thôi. Đó bây giờ là hướng dẫn của mình. Cánh đồng thì bây giờ đã được cây xế thành công. Bây giờ mình sẽ cần phải một cái máy là gieo hạt. Mình có thể chọn cái máy ở bên cạnh đó đẹp không, mấy cánh đồng người ta xài máy móc đồ trang thiết bị hiện đại không. Rồi bên này xới xong rồi đem cái xe gieo hạt bên đây qua gieo nữa, thì tới mùa sau là một năm sau chúng ta thu hoạch. Giá cả thì nó biến động theo hàng tháng nha, nên nếu như hết tháng á anh em có thể bỏ vô cái bình chứa nào cái silo của mình à. Đó
nó tầm là 800 ml đó, anh em có thể đổ vô đây, nó sẽ vận chuyển, nó bơm lên thấy thùng chứa này, chừng nào cần lái thì lái vô đây, nó sẽ xả cái vòi này xuống, xả cái vòi thì dùng cái xe này móc vô. Con này cũng làm việc xong luôn rồi nè. Chỗ này thì nãy mình trồng hoa, hiện tại thì mình chỉ có trồng hoa thôi. Thì nó cán nát cái bộ gơm ở luôn kìa. Mình chưa có xe nào để nâng cái, gọi là cái xe nâng á. Anh em chắc biết cái xe nâng chứ gì. Mình phải có cái xe nâng á để nó đẩy cái bộ gơm ra ngoài á. Hiện tại thì tôi chưa có cái xe đó, để coi có không mua luôn. Đây là cái dạng này, là cái dạng xe nâng nè. Xe này tốn tiền không? Không, cũng rẻ thôi. Cái này chỉ nâng được là 800 kg thôi. Cái này thì nâng vào mấy cái cây trồng phân bón. Cái này mình nâng được rất là nhiều thứ luôn, từ hoa màu cho tới gom gạo luôn nè. Gom nè, 4.000 đô được. Ủa? Mình còn một cái xe ở đây. Nhả ra, đi qua bên shop. Ship game nữa. Cái shop là ở đâu ta? Ở đây nè, đây nè. Rồi, cho mấy con AI nó tự lái đại đẳng nè. Đáng lẽ là tôi phải dọn cái bó gom trước khi mà bắt đầu cái vụ mùa mới. Đi thôi, máy nó lái nha, chứ không phải tôi lái đâu. Thì mấy máy lái cũng tốn tiền hết đó. Thành phố này thì có vẻ thưa thớt, khí hậu rất là đẹp luôn, trời rất là đẹp luôn, đúng là cái khu làm nông của nó thiệt. Bấm 8 km/h. Tôi thì vẫn chưa biết mà gom nó đem đi bán ở đâu được. Ủa sao nó quẹo đây? À, nó qua chuyển đầy đường này bán thức ăn cho chó vậy. Nhìn đồng ruộng người ta cũng khủng khiếp không, quy mô chỉnh chỉ không. Xe thì mình có thể đem lại đây mình bán, là mấy trang thiết bị đồ không cần thiết mình có thể bán hết luôn cũng được, chừng nào phá sản thì tôi bán cho anh em dòng. Kìa 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 kìa, cái máy của mình kìa. Rồi được rồi, tắt đi. Ủa, hướng nào ta? Hình như nó gắn vô phần đầu. Xe nâng mà sao nó gắn phần đuôi được? Không được rồi anh em ơi. Sao vậy? Không lẽ phải gắn quần đuôi vô?
hay là phải có cái xe nâng nâng nghiêng của nó nữa. Không ổn, không nâng được. Sao ta? Nếu để móc hai cái kẹp vô là xong nhé. Coi đây. Hồi nãy tôi mua cái này phải không? Phone Loader Tool. Cái này là lót phía trước đúng rồi nè. Giá 1.600, giá 2.900. Cái này nâng được là 450 kg rồi. Không được luôn là sao ta? Hay là cái xe này nó không nâng được? Không hiểu cho lắm. Bây giờ coi những cái xe của mình đó. Mình đang lái chiếc này rồi phải không? Chiếc này là MF3670. Đúng rồi, MF3670. Bảo trì bảo dưỡng 98%, lãi gia tục 2% rồi. Nhưng mà làm sao để lắp được cái xe nâng này vô ta? Chạy đợi bấm quy rồi đúng rồi chứ. Đây là chiếc này không được. Ba trăm hai chục ký sở hữu một. Rồi chấm ngang. Thôi. Trọng lượng nó 2 tấn luôn mà, 2-3 tấn luôn mà. Mấy con này thì mắc quá rồi. Mấy con này rẻ hơn nè. TTG. Thì mình nó giống thịt con quân của mình thôi. Đây là cái xe đã qua sử dụng của người khác đang bán, mình có thể mua được.
Tuy nhiên thì nó vẫn cần phải sửa chữa nha, không phải mua xong là xài luôn. Đang bán con Johnson 7800 gì nè. Ủa? Này là cái logo thương hiệu hả? Ồ. Nhìn ngầu đét vậy. Ừ? Hiện tại chỉ đang bán 4 món thôi. Tôi cũng chả biết sao lắp được cái đầu vô nữa. Nó thường là mấy con tractor này chứ. Thì là nó dạng ba le. Trời, 200 mấy, 200 mấy ngàn. À, nó phải là cái xe này mới được. Xe nâng phía trước đồ nè, làm chiếc luôn coi thứ ai. Đây cho chiếc này coi gắn được không cái đó. Vẫn không được. Cái gì? Đúng 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 đúng. Nè, giờ mới gắn được nè. Hóa ra như thế này mới là xe nâng phía trước. Trời ơi, nãy giờ khù khờ, tưởng đâu xe nào cũng lắp được. Đúng là hai lúa lên tỉnh. Xài hết 60.000 đô la thì chưa có đồng thu nhập đâu cho nó. Quay qua chiếc kia coi đây. Không biết chừng nào mới được phun thu hoạch ta. Theo lịch thu hoạch là còn lâu dưới trời lắm á, sang năm nữa á. Sang năm mới thu hoạch được. Trời, gom nó bét nhà nhanh rồi. Xe gom của mình về tới chưa? Ủa, xe này chạy chậm cái gì ta? Kìa, cái xe kia nó về tới rồi. Đó, ai Walker Hack đã xong cái nhiệm vụ của họ. Đùm gà bán đâu anh ơi. Bây giờ là chữ V hả? Hay là cứ để gì chạy vô thôi, để gì chạy vô cho nâng được nè, xong xúc nó lên được. Số 3 chữ hóc tích kết mát đi áp tách V B H không phải nữa gì. Di là nâng lên nhưng mà hạ xuống sau.
O 9 C. Bây giờ làm sao hạ cái đầu này xuống? Gì là không phải nè, L chấm. Thử hết nút trên bàn phím. Kìa 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 kìa. N. N. NM. Cái bánh trước nó hỏng rồi. Méo rút lên được. Lừa đảo à, xúc cái gì? Gì mới đúng. Đó. Vẫn méo đúng. Nào. Hay là cái bó gom vuông này nó khó quá. Hồi nãy cái gì mua cái máy đóng gói bó gom tròn này. Có gom đâu. Rồi, lỗi mất tiêu luôn rồi. Thôi, hôm nay dừng ở đây thôi. Nói chung là cái thằng như tôi làm nông thì nó hơi khó một tí. Bây giờ giá đi ngủ á, thì tới mùa sau là cây bắt đầu lớn lớn lên. Thì chúng ta có thể mua phân bón hay là cái thứ gì đó nữa về. Thì sao mà vô nhà hay là hết mùa gì đâu. Thôi, nghỉ thôi. Nói chung là làm nông nãy giờ là lỗ sạch gạch luôn. Chưa thấy cái gì cả. Một con game thì quá nhiều content để anh em chơi nha. Thế giới mở rất là thú vị luôn. Cực kỳ phong phú luôn. Anh em muốn làm cái gì trong game này cũng được. Đây, Farming Simulator 22. Một con game mà quá đông người chơi. Nếu như anh em có máu làm nông dân.